Xin chào mọi người nhé. Đây là cái cây liệu tím nha mọi người. Cây đang rất là nhiều trái này. Đấy, liệu tím bonsai nhà em, cây đang rất là nhiều trái nhá. Dòng liệu này nó là liệu tím, ruột tím. Lúc nó còn xanh thì ruột nó trắng, khi nào nó chín thì ruột nó có màu tím ngắt nhé mọi người. Cây rất là siêng trái, ra trái quanh năm nhé.